Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tổ Đình. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng, tác giả Trạch Chư. Chương 470, Hứa Tĩnh gặp Lục Nguyên. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Phía xa, mây gió dần dần nổi lên, biến ảo khôn lường. Một nữ nhân áo trắng đang đi về phía này, vận khí xung quanh bốc hơi, tạo thành long văn phượng văn, không ngừng múa lượn xung quanh. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Thanh Bích cô nương, sao nàng ấy lại rời khỏi thế giới nguyên trinh tới đây? Hứa Tĩnh vui vẻ, là con dâu mà ta nghe à? Hứa Ứng hơi xấu hổ, lắc đầu nói, không phải. Hứa Tĩnh càng chờ mong, là con dâu khác của ta à? Thanh Bích tiên tử nhìn thấy Hứa Ứng, trong lòng thoáng có chút bối rối. Lần này nàng nhập thế, vốn dĩ lo nhất là gặp Hứa Ứng, lo lắng Hứa Ứng sẽ làm nhiễu loạn nội tâm của mình. Sau khi nàng được Thương Thiên Đế Quân truyền thụ Thái Thượng Độc Uyên Thương Đế Tâm Kinh, biết mình có muốn tị thế ẩn cư cũng không thể thoát khỏi phiền nhiễu ở trên thế gian, chắc chắn sẽ có nhân quả của Thương Thiên Đế Quân tìm tới mình. Vì vậy chủ động nhập thế, nàng quyết đấu tới Tổ Đình. Sau khi tới Tổ Đình, vốn định tìm Thương Thiên Đế Quân, nhưng đi khắp nơi xung quanh mà cũng không thấy Thương Thiên Đế Quân thì thôi, ai ngờ lại gặp cả Hứa Ứng. Tình cảm của nàng và Hứa Ứng bắt nguồn từ một thời gian sinh sống chăn dê, nhưng chỉ là tình cảm mơ hồ, không vượt quá giới hạn. Sau này Hứa Ứng biến mất, nàng cũng chôn đoạt tình cảm này vào trong lòng, không muốn dây dưa nhiều với thần tiên bất lão. Nhưng kiếp này Hứa Ứng lại tiếp xúc với nàng, có dấu hiệu tình cũ quay về, nhưng nàng vẫn giữ vững đạo tâm, quyết định buông bỏ chút tình cảm này, bởi vậy lựa chọn ẩn cư tị thế. Nhưng khi tới trước mặt Hứa Ứng, nàng lại trở nên bình thản. Nếu không tránh được, vậy thì phải đối mặt. Nàng là tu sĩ, luôn nhìn thẳng vào nội tâm. Hứa Ứng lại gặp mặt rồi. Nàng rất cởi mở chào hỏi Hứa Ứng. Hứa Ứng thoáng kinh ngạc, trước đây nữ tử này gặp hắn là luôn có ý né tránh, không muốn dính líu nhiều tới hắn, không biết vì sao lần này lại chủ động tới chào hỏi mà còn có vẻ khá tự nhiên. Thanh Bích cô nương, người có vẻ thoải mái hơn trước nhiều rồi. Hứa Ứng không khỏi vui thay cho nàng, cười nói, người chịu ra khỏi thế giới nguyên trình đúng là đáng mừng. Thanh Bích tiên tử cười nói, Thương Đế phục sinh truyền ta Thương Đế Tâm Kinh, lòng ta mang nhân quả này, cũng biết khó chỉ lo có thân của mình, sớm muộn gì cũng dính vào nhân quả của Tổ Đình. Nếu đã vậy, chẳng thà dứt khoát tới Tổ Đình, cho dù tương lai có biến cố cũng tiện ứng phó. Hứa Ứng vui vẻ nói, ta cũng nghe Thương Thiên Đế Quân nhắc tới ngươi, không ngờ công pháp của hắn có thể khiến ngươi nhập thế, tốt quá. Hứa Tĩnh ở bên cạnh nhíu mày lo lắng, thế nào là tốt quá? Lúc trước ta dạy nó bao nhiêu ca phú thi tử, tùy tiện trích đôi lời ra ngâm, chẳng thể hiện mình có văn hóa, chẳng dễ chiếm được trái tim của cô nương nhà người ta hơn à? Nhưng y lại không ngờ Hứa Ứng hiện giờ không giống như Hứa Ứng kiếp đầu. Hứa Ứng kiếp đầu được y dạy bảo hôn đúc, văn chương lai láng chảy ô ô, giơ tay nhấc chân là có khí khái hào hùng, nói năng ca từ tuyệt đỉnh. Còn Hứa Ứng kiếp này thì chỉ có sống có 16 năm, tuy nhớ tới được quá khứ hơn 4 vạn năm, nhưng thực chất chỉ là người bắt rắn, là cái loại mù chữ. Như tử ngốc của y biết viết chữ đã là rất đáng gờm rồi, nếu không có con rắn nào dốc lòng dạy bảo, chỉ e còn tệ hơn hiện tại. Trong trí nhớ hơn 4 vạn năm, đương nhiên có rất nhiều Hứa Ứng biết thi từ ca phú, học được cầm kỳ thi họa, nhưng đối với Hứa Ứng bây giờ, đó là những ký ức lắng đọng ở sâu trong lòng. Hắn phải khổ sở đọc lại ký ức mới có thể nhớ được những thứ này, càng không cần phải nói tới chuyện vận dụng thành thạo. Thanh Bích tiên tử không cảm thấy lời nói của Hứa Ứng có gì không ổn, ngược lại càng thích vẻ thẳng thắn của hắn. Sau khi nhận được Thương Tâm Đế Kinh, ta phát hiện ra một vấn đề rất thú vị. Hứa Ứng, ngươi xem này, tổ pháp lục bí mà ngươi truyền cho ta có hiệu quả như Thương Đế Tâm Kinh. Hứa Tĩnh vui mừng hớn hở, cười nói, à Ứng, con truyền tổ pháp cho người ta à? Y cho rằng tổ pháp này chắc chắn là vật tính ước, ngay cả tổ pháp cũng truyền thụ, có thể thấy cô con dâu này không thoát được rồi. Hứa Ứng thấy nét mặt của y là biết hiểu lầm, nhưng cô không thể giải thích. Hắn đi tới bên cạnh Thanh Bích tiên tử,
Thanh biết tiên tử lấy Thái Thượng Độc Uyên Thương Đế Tâm Kinh ra, lại lấy tổ pháp lục bí mà Hứa Ứng truyền thụ, mở hai quyển sách ra nói: "Người xem này." Hứa Ứng đi tới, chỉ thấy gương mặt của nàng trắng trẻo hoàn mỹ, sống mũi tinh xảo như ngọc, mặt mày như vầng trăng, ánh mắt long lánh, rung động lòng người. Không biết có phải tác dụng khi tu luyện Thương Đế Tâm Kinh hay không, nữ tử này lại trở nên càng thêm quyến rũ. Hứa Ứng bất giác nhớ tới khi nàng đóng giả làm quỷ, hù dọa mình vào Ngoan Thất, không khỏi mỉm cười. Thanh Bích nhìn như lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lại là một nữ tử thích đùa dai. Hàn Tù liễm tinh thần quan sát những chỗ Thanh Bích chỉ. Trong Thương Đế Tâm Kinh có một đoạn thế này: từ nơi sâu xa có Thái Thượng Cảnh treo ở trên cao hư vô, nơi đó là khởi nguồn của đại đạo, Thái Thượng khí ẩn ở trong đó. Thanh Bích tiên tử chỉ vào kinh văn, khẽ dịch ngón tay nói: tu hành Thương Đế Tâm Kinh cần xác định vị trí Thái Thượng Cảnh, lại mở Thái Thượng Động Uyên, dẫn dắt Thái Thượng khí để tu luyện. Loại phương pháp tu hành này có giống với tổ pháp mà ngươi truyền cho ta không? Hứa Ứng suy đoán kinh văn cẩn thận, phát hiện tuy Thương Đế Tâm Kinh cũng mở động thiên, hấp thu Thái Thượng khí, nhưng không phải mở bì ngạn. Thương Đế Tâm Kinh để bản thân kết nối với Thái Thượng Động Uyên, rốt cuộc Thái Thượng Động Uyên là sao? Cũng là bì ngạn ư? Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng mà mình đã thấy ở trong Thái Hư Cảnh. Số lượng bì ngạn ở trong Thái Hư Cảnh không chỉ có 6, chỉ riêng những bì ngạn mà hắn thấy đã lên tới 9. Có lẽ còn bì ngạn mà hắn chưa từng thấy, thế thì lên tới bao nhiêu cũng không biết. Thái Thượng Động Uyên chẳng lẽ là bì ngạn trong Thái Hư Cảnh? Thương Đế Tâm Kinh chắc có liên quan tới tổ pháp của Hứa gia. Hứa Ứng so sánh hai loại pháp môn, suy nghĩ một lát rồi nói: vừa rồi ta và phụ thân đang nói tới nguồn gốc của tổ pháp Côn Lôn Hứa gia. Xem ra tổ pháp của Hứa gia dựa trên cơ sở tiền pháp của tổ đình mà sáng tạo ra. Bá phụ. Thanh Bích nhìn Hứa Tĩnh, nháy mắt hỏi Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói: Thanh Bích cô nương, đây chính là gia phụ. Thanh Bích tiên tử hành lễ vãn bối với Hứa Tĩnh, nói khẽ: vãn bối Thanh Bích, còn chưa kịp bái kiến bá phụ. Hứa Tĩnh cười nói: cô nương không cần đa lễ. Y lấy từ trong khu vực hy di ra một tấm ngọc bội, cười nói: A Ứng không biết đối nhân xử thế cho lắm, đã thiệt thòi cho cô nương rồi. Đây là ôn ngọc ở Doanh Châu, ngọc này cực kỳ hiếm có, là đồ vật của tiên gia, trèo lên người là có thể tránh được một đợt tử kiếp. Nếu đối mặt với đại kiếp sinh tử, ngọc bội sẽ vỡ nát, bản thân cô nương sẽ bình an vô sự. Lần đầu gặp mặt, Thanh Bích cô nương đừng từ chối. Thanh Bích tiên tử kinh ngạc nhìn Hứa Ứng. Hứa Ứng cười nói: người cứ nhận lấy là được. Hắn nhìn về phía Hứa Tĩnh: phụ thân còn mảnh ngọc nào tương tự không? Hứa Tĩnh lại lấy ra một khối đưa cho hắn, cười nói: ta tu luyện ở Doanh Châu lấy được 2 mảnh, vốn định cho con 1 mảnh, cho con dâu 1 mảnh, thôi thì đưa con trước. Thanh Bích đỏ mặt định trả lại ngọc bội, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện mời chào nàng dâu như vậy. Hứa Ứng nháy mắt với nàng mấy cái nói: chúng ta bàn tiếp nào. Thanh Bích tưởng hắn có cách trả lại ngọc bội, trong lòng cũng yên tâm, tiếp tục nói: mấy ngày này ta tu luyện Thương Thế Tâm Kinh, phát hiện nguyên thần có thể men theo Thái Thượng Động Uyên tiến vào Thái Thượng Cảnh, ngao du trong đó, trao đổi với Thái Thượng Đạo. Thái Thượng Đạo hình như không phải tiên đạo. Hứa Tĩnh thấy nàng thu hồi ngọc bội, thầm nghĩ: có thể thấy tình trạng ý thiếp rồi, chỉ thiếu điều xuyên thủng lớp giấy cửa sổ thôi. Hứa Ứng suy tư: tiên đạo của tiên đình khác với tiên đạo của tổ đình, đại đạo trong Thái Thượng Cảnh chắc là tiên đạo của tổ đình. Thanh Bích tiếp tục thuật lại phát hiện của mình. Thái Thượng Đạo hết sức kỳ quái, mênh mông thâm sâu, tàn khuyết thiếu thốn. Mỗi lần ta ngao du trong Thái Thượng Cảnh, tiếp xúc với Thái Thượng Đạo, đều có cảm giác vật ngã lưỡng vong. Hoảng hốt mà tỉnh lại, ta thấy rất nhiều tu sĩ ngồi ở đó, cực kỳ cổ xưa, có người cường đại vô biên, vượt qua hiểu biết của ta, có người đã trở thành xương cốt. Vì vậy ta luôn để mình tỉnh lại, rời khỏi Thái Thượng Cảnh, tránh bị đồng hóa thành đạo. Hứa Ứng và Hứa Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Hiện tượng mà Thanh Bích chưa từng nói xuất hiện ở trong Thái Hư Cảnh. Trong Thái Hư Cảnh ẩn giấu rất nhiều bỉ ngạn, nhưng thật ra là hiện tượng mà vũ trụ đại đạo thai nghén, ví dụ như huyền hoàng nhị khí, hỗn độn hải, bất diệt linh quang, tiếp xúc với những nơi này sẽ không bị đồng hóa. Thái Thượng Cảnh trong miệng Thanh Bích lại có thể đồng hóa tu sĩ,
Hơn nữa thái thượng đạo tàn khuyết thiếu thốn cũng rất kỳ quái. Thái thượng cảnh không phải ở trong thái hư cảnh. Hứa Ứng thoáng do dự nói, Thanh Bích cô nương, người có thể cho ta một bản Thương Đế Tâm Kinh không? Thanh Bích gật đầu, đưa phần mình sao chép lại cho hắn rồi nói, chỗ ta còn có phiến đá, trên đó là Thương Đế Tâm Kinh nguyên bản. Hứa Tĩnh mừng rỡ, thầm nghĩ, trao đổi công pháp chính là trao đổi tín vật đính ước. Đột nhiên trong lòng của y máy động, cười khẽ, à Ứng, đừng để cô nương để đứng ngoài cửa nữa, các ngươi vào Hỗn Nguyên Cung từ từ trò chuyện. Lúc này Hứa Ứng mới tỉnh ngộ, vội vàng mời Thanh Bích vào cung. Hứa Tĩnh lắc đầu, hạ giọng nói, chỉ hận không thể cầm tay dạy con, nhưng hảo bằng hữu tới đây, lần này có tù vì không thể coi thường. Y bay lên không trung, lên xuống mấy lần đã tới Sùng Sơn ở bên ngoài Hỗn Nguyên Cung. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bầu trời có một luồng tiên quang hạ xuống. Tiên quang kia tập trung vào một người nam nhân cao lớn. Nam nhân kia tướng mạo đường đường, dáng vẻ uy nghiêm, trong tay cầm một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, quanh người có đạo tràng tiên đạo bao phủ, trong đạo tràng có vô số đạo liên xen lẫn, hình thành một gốc ngọn trúc. Hứa Tĩnh nhướng mày, thản nhiên nói, dừng bước. Nam nhân kia dừng chân, giơ thanh tam tiên lưỡng nhận đao lên, giọng nói như sấm dậy, tiên đình đấu bộ, bắc đấu thất nguyên, thiên quyền nhậm huyền cơ, phụng lệnh hạ giới, bắt phản tặc Hứa Ứng, người là vị đạo hữu tiên gia nào, vì sao lại ngăn cản ta? Hứa Tĩnh mỉm cười nói, nhi tử ta đang có chuyện lớn trong cuộc đời, không cho phép quấy rầy, người đến thế nào thì về thế đấy đi. Thiên quyền nhậm huyền cơ bật cười, thật to gan, bắt đầu thất nguyên, nào phải hư danh. Hứa Tĩnh nói, bắt đầu đệ tứ nguyên, thiên quyền thiên cung nhậm huyền cơ, công pháp tu luyện là cửu lão tiên đô công, luyện thành 9 loại đại đạo khác biệt, tạo thành một gốc ngọn trúc ở giữa đạo tràng, hợp nhất với cửu đạo. Nhậm huyền cơ trong lòng giật thót quát, ngươi là ai, vì sao lại biết công pháp thần thông của ta? Hứa Tĩnh nói, nhi tử của ta sưu tập tất cả công pháp thần thông của cao thủ tiên giới, trồng chất như núi, nhờ ta tham khảo lĩnh ngộ, hắn muốn để ta vô sự tự thông, mượn công pháp thần thông của các ngươi làm căn cơ, lĩnh ngộ pháp môn cao thâm hơn, ta tìm hiểu hơn 4 vạn năm. Y còn chưa dứt lời, nhậm huyền cơ không nói năng gì, tung người nhảy lên, vùng thành tam tiền lưỡng nhận đao chém thẳng xuống. Hứa Tĩnh thở dài, hạ giọng nói, ta bị nhốt ở doanh châu lâu như vậy, đến giờ vẫn không biết rốt cuộc tu vi thực lực của mình đến mức nào, nhưng ta nhìn chiêu pháp của ngươi. Y đột nhiên xê dịch thân hình, nghênh tiếp thiên quyền cung chủ nhậm huyền cơ, giơ tay lên là chỉ trưởng liên tiếp biến hóa, đỡ lấy lưỡng nhận đao. Đều là sơ hở. Chỉ trường của y hoặc gạt hoặc điểm, chỉ trong khoảnh khắc đã phá vỡ tất cả các đạo lực tích tụ ở trong đao này. Sau đó y đã thuận thế giết vào trong đạo tràng của nhậm huyền cơ. Vài hiệp qua đi, nhậm huyền cơ miệng phun máu tươi bay ngược lại, đâm thẳng vào một đỉnh núi, hai mắt vô thần ngã ngửa nhìn lên bầu trời. Hứa Tĩnh ngừng tấn công, nhìn hai tay của mình lẩm bẩm, ta vẫn không phát hiện ra cực hạn của mình là ở đâu, ta chỉ biết là Kim Hỏa Kiếm Quân và Bình Nam Thuyền Quân đều rất tôn kính ta. Y thở dài phiền muộn, đang định bỏ đi thì đột nhiên từ trên bầu trời có 3 luồng tiên quang giáng xuống bao vây lấy y. Trong 3 luồng tiên quang kia có 3 thân hình hùng vĩ, ai nấy mang nguyên thần cường đại vô biên, chính là Bắc Đầu Thất Nguyên, Diêu Quang Cung Chủ Phó Huy, Thiên Hành Cung Chủ Trần Bân và Thiên Tuyền Cung Chủ Lương Hạo. Người này rất mạnh. Nhậm Huyền Cơ vừa nói xong câu này là hò ra máu liên tục, khí tức uể oải. Hứa Tĩnh quay đầu nhìn bọn họ, chỉ thấy tam đại cung chủ khí tức ngất trời, ai nấy tế dòng nguyên thần chạy rộng đạo tràng, nguyên thần của bọn họ thậm chí rút cả đạo thụ trong đạo tràng lên. Dùng đạo thụ làm vũ khí là thủ đoạn công kích mạnh mẽ nhất của tiên quang. Ánh mắt của Hứa Tĩnh đảo qua bọn họ, nhanh chóng phân biệt, công pháp của ngươi là Văn Xương Thiên Tầm Quyết, công pháp của ngươi là Tử Dương Đan Nguyên Công, ngươi là Đan Hỏa Hỏa Linh Quy Chân Công, các ngươi đều không yếu. Tam đại cung chủ đột nhiên đánh từ 3 hướng tới. Diêu Quang Cung Chủ Phó Huy cười lạnh nói, dám che giấu cho phản thật, tiễn ngươi về Tây Thiên. Dầm một tiếng, thư sinh trong Văn Nhã yếu đuối mà chỉ dùng một tay là ngăn cản được thế công của gã, phá Tử Dương Đan Nguyên Công của gã, giết vào đạo tràng, chỉ sau vài chiêu đã đánh nổ đạo thụ của gã. Phó Huy đạp xuống bên cạnh Nhậm Huyền Cơ,
Thất khiếu chảy máu, dãy ruộng nói: "Lão Nhậm, người này lai lịch ra sao?" "Không biết." Nhậm Huyền Cơ lau vết máu ở bên miệng, cố gắng chế ngự thương thế, cắn răng nói: "Hắn đột nhiên xuất hiện, bảo ta đừng làm trễ nải chuyện lớn cho cuộc đời của con hắn. Ai biết con hắn là cái đứa nào?" Chương 471: Thái thượng hóa đạo. Dầm một tiếng nữa, Thiên Tuyển cung chủ Lương Hạo đập vào bên trái của gã, hai mắt vô thần nhưng không còn sức sống, đờ đẫn không nói năng gì. Rồi lại dầm một tiếng nữa vang lên, Thiên Hành cung chủ Trần Bần cũng bị trọng thương, nguyên thần cắm ngược xuống đất, đập đầu vào ba người. Bốn người hộc máu liên tục, kinh hãi nhìn thư sinh tóc mai hoa dâm đang lơ lửng ở không trung. Tiền quân này từ đâu ra, thực lực đáng sợ như vậy, tuyệt đối không phải là loại vô danh. Thế nhưng mặc cho bọn họ nghĩ trời nghĩ biển, cũng không thể nghĩ ra tiền giới có một vị đại cao thủ như vậy từ khi nào. Ngựa Tĩnh đang định xoay người về Hỗn Nguyên cung, đột nhiên lại thấy một nam nhân thân hình thon thả cất bước đi tới, cũng có một luồng tiên quang từ trên bầu trời chiếu xuống. Sau lưng của nam nhân là một vị đạo nhân áo xanh, khí tức của hai người cực kỳ hùng hồn, còn thâm hậu hơn mấy vị công chủ vừa rồi nhiều. Vị đạo hữu lạ lẫm này đã thương tướng nguyên trong Bắc Đầu Thất Quyên, thậm chí phế đạo thụ của bọn họ, thế này thì đúng là không để Bắc Đầu Thất Quyên chúng ta vào mắt. Tù Vũ Thụ là người đứng đầu Bắc Đầu Thất Nguyên, công chủ Thiên Xu Thiên Cung. Tù vì thực lực chưa chắc đã kém hơn trung đấu tam chân, không nói năng gì, tăng cường khí tức tức cực hạn, lại nhạt nói: "Hôm nay cho dù thế nào, ta cũng phải giữ các hạ, đòi công bằng cho đấu bộ." Khí tức của gã càng lúc càng mạnh, không điều động lực lượng chúng thiên của Thiên Xu Cung. Tù vì cảnh giới của gã đã tới gần thiên quân. Ngựa Tĩnh lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm mặt nói: "Các hạ đáng để ta vận dụng toàn lực." Sau tiếng chấn động nhẹ nhẹ vang lên, sau lưng của gã có 6 tòa động thiên cổ xưa vô cùng xoay tròn mở rộng, hùng hồn vô song, xuyên qua hư không kết nối với bỉ ngạn, khí thế của y liên tục gia tăng. Khóe mắt khóe miệng của Tù Vũ Thụ co giật, đột nhiên thủ liễm khí tức nói: "Các hạ quả thật ghê gớm, tủ mộ bái phục." "Thanh Kha chân nhân, mang theo lũ không có tiền đồ này, chúng ta đi thôi." Ngựa Tĩnh đưa mắt nhìn những người này không chế tiên quang trở về tiên giới, bây giờ mới về Hỗn Nguyên cung. Tù Vũ Thụ, Thanh Kha chân nhân mang theo đám người Nhậm Huyền Cơ trở về tiên giới, về Bắc Đầu Dương Minh Tham Lam Thiên Cung, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngồi ở trên bảo tọa không nói một lời. Đám người Nhậm Huyền Cơ Trần Bân ai cũng im lặng. Tù Vũ Thụ là người đứng đầu Bắc Đấu Thất Nguyên, Bắc Đấu Thất Nguyên là tiên bộ lớn nhất của đấu bộ, tổng cộng có 7 tòa thiên cung, nắm giữ nhiều binh lực nhất. Trên danh nghĩa trung đấu tam trần thống soái đấu bộ, nhưng Bắc Đấu Thất Quyên ỷ vào người đồng thế mạnh chống lại đấu bộ tam trần, không nghe theo mệnh lệnh của tam trần. Sắc mặt của Tù Vũ Thụ âm trầm bất định, đột nhiên nói: 48.000 năm trước, Gỡ Ứng giết ra khỏi đấu bộ, đánh chọc thương Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu, hắn cũng mở 6 tòa động thiên, không khác gì lộ tuyến của người vừa rồi. Gương mặt của gã vặn vẹo, hạ giọng nói: "Lúc đầu ta đi vào đại khôi điển, vốn định xem kịch, đợi tới khi Hứa Ứng và Hỏa Trường Ca, Tư Truyền Chiêu lưỡng bại câu thương, ta mới làm gư ông đắc lợi. Đến lúc đó ta bắt được Hứa Ứng, vượt trên trung đấu tam trần, toàn bộ đấu bộ đều phải nghe theo hiệu lệnh của Bắc Đấu Thất Nguyên ta." Sắc mặt của gã trắng bệch, giọng nói khàn khàn: "Ta hoàn toàn không ngờ Hỏa Trường Ca và Tư Truyền Chiêu lại có công lực cao cường như vậy, còn mạnh hơn ta nhiều. Lại càng không ngờ hai đại cao thủ này thất bại nhanh như thế. Khi đó sau lưng Hứa Ứng cũng xuất hiện động thiên này, lúc hắn đánh trọng thương Tư Truyền Chiêu và Hỏa Trường Ca lao qua bên cạnh ta, thậm chí không dám ra tay ngăn cản." Gã lộ vẻ xấu hổ. Chuyện này đã trở thành cơn ác mộng của gã trong suốt hơn 48.000 năm qua, là sỉ nhục lớn nhất vẫn luồn quẩn ở trong lòng gã. Gã đường đường là người đứng đầu Bắc Đấu Thất Nguyên, vậy mà không dám ngăn cản Hứa Ứng, trợn mắt nhìn Hứa Ứng đi qua bên cạnh, ngông cuồng giết ra ngoài đấu bộ. Gã như mất hồn mất vía, đi theo sau lưng Hứa Ứng một đoạn, chứng kiến dọc đường máu chảy thành sông, đầu đầu cũng là thi thể bị Hứa Ứng giết. Sáu vầng sáng động thiên rực rỡ vô cùng, như lưu dấu trong lòng gã, không cách nào xóa bỏ. Tù Vũ Thụ nghĩ đến đây, bàn tay run rẩy, luyện bỏ một luồng thiên ma niệm từ trong đạo tâm của mình, búng ngón tay bắn xuống hạ giới. Kẻ vừa rồi động thiên càng lão luyện thâm sâu hơn Hứa Ứng. Tù Vũ Thụ chém đứt ma niệm cũng thoải mái hơn nhiều, nói: "Mấy năm này
Tu vi của ta có tăng cường, nhưng không có gia tăng về chất. Người kia vừa thi triển lục đại động thiên, là ta biết kẻ này không kém hơn Hứa Ứng 48.000 năm trước. Đám người Lương Hạo, Thanh Kha chân nhân trong lòng nghiêm nghị, Nhậm Huyền Cơ nói: Tu đạo huynh, thế thì mối thù của chúng ta cố chịu đi. Tù Vô Thụ lạnh lùng nói: Thế nào? Cũng có người không nhịn nổi. Ví dụ như Dương Trần Quân vừa mới thăng cấp lên tam chân. Ánh mắt của gã nhấp nháy, cười nói: Dương Trần Quân đừng đề bạt lên tam chân sau khi Hứa Ứng rời đi. Hắn trở thành người đứng đầu của đấu bộ tam chân, được tôn là Dương Thiên Tôn, Dương Trần Quân. Nhưng sau khi đến đấu bộ, hắn chẳng lập được công lao gì, hoàn toàn không ép được Khai Lão Hồ Ly, Hòa Trường Ca và Tư Chuyển Chiêu. Hắn muốn lập công thì phải nắm lấy cơ hội này. Đám người cũng thầm hiểu, Dương Trần Quân có thể được đề bạt, chắc chắn sau lưng có hậu thuẫn. Nhưng chỉ có hậu thuẫn thôi còn chưa đủ, còn phải có công lao mới ép được người khác. Dương Trần Quân tiêu mất một công lao. Từ sau khi lần trước thua dưới tay Hứa Ứng, Hòa Trường Ca và Tư Chuyển Chiêu đã là vò mè không sợ nứt. Có cơ hội đưa tới cửa cũng chẳng thèm nhặt. Dương Trần Quân lại không thể giống như bọn họ, gã phải chủ động tìm kiếm cơ hội. Đột nhiên Nhậm Huyền Cơ nói: Không biết vì sao thư sinh kia có thể công pháp thần thông của chúng ta. Lương Hạo, Trần Bân và Phó Huy dồn dập gật đầu. Công pháp thần thông của bọn họ bị phá rồi mới bị Hứa Tĩnh đánh bại, bằng không bọn họ không đến mức chịu không được một đòn như vậy. Thậm chí tam đại công chủ liên thủ cũng thua cực kỳ nhanh chóng. Công pháp bị phá? Tù Vũ Thụ ngây ngốc. 48.000 năm trước, Hứa Ứng giết ra khỏi đấu bộ, cũng xuất hiện tình cảnh tương tự. Hứa Ứng phá hết chiều pháp ở trong thiên hà, hiểu rõ đạo pháp thần thông của bọn họ như lòng bàn tay, càn quét thẳng tới, giết đến Nam Thiên Môn hoàn toàn không có đối thủ. Thư sinh này lại tinh thông lục đại động thiên, có lộ số không khác gì Hứa Ứng, chắc chắn là lai lịch của hắn có vấn đề. Tù Vũ Thụ đột nhiên nói: Năm xưa Dương Trần Quân không ở đấu bộ, Hứa Ứng không thể thăm dò được lộ tuyến của hắn. Nói cách khác, công pháp thần thông của hắn không bị phá. Như vậy, nếu Dương Nhàn Lang gặp Hứa Tĩnh, chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Chúng ta ngồi xem kịch thôi, không khéo có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Ánh mắt của Tù Vô Thụ lóe sáng, cười nói. Hứa Tĩnh và Thành Bích Tiên Tử tạm thời ở lại ở trong Hỗn Nguyên Cung của Tiểu Thiên Tôn. Mấy ngày nay, Hứa Ứng lĩnh ngộ Thường Đế Tâm Kinh, có chỗ nào không hiểu thì lĩnh giáo Thành Bích. Ngày tháng trôi qua rất nhanh. Cả Tiểu Tiên Tôn hay Trúc Thiền Thiền, Ả Phúc Ngốc Hách đều chưa trở về. Bọn họ đang bận rộn trong kế hoạch bổ thiên, càng đưa nhiều bổ thiên lên bầu trời của Tổ Đình. Đám người Tổ Đình bị kế hoạch bổ thiên của Tiểu Thiên Tôn kích thích, hết sức nhiệt tình. Thậm chí những tồn tại cổ xưa từng đi theo Hứa Ứng ngày trước cũng bị ảnh hưởng, vùi đầu vào hành động vĩ đại chấn trình thiên địa này. Bè tiên của Hỷ Duyệt có tốc độ cực nhanh. Hứa Ứng nhờ Hỷ Duyệt hỗ trợ, tới tìm Trúc Thiền Thiền và Ả Phúc Ngốc Nghếch. Có điều Tổ Đình thật quá rộng lớn, muốn tìm ra hai người cũng không dễ dàng gì. Hứa Tĩnh thường xuyên tê tầm Hứa Ứng và Thành Bích, thấy hai người hết sức tập trung nghiên cứu Thường Đế Tâm Kinh, cho nên rất ít khi quấy rầy. Tuy y rất nôn nóng, nhưng cũng biết càng gấp rút thì càng khó xong việc, phải lưu lại đủ không gian cho Hứa Ứng và Thành Bích để bọn họ bầu bạn với nhau. Thường Đế Tâm Kinh Bắc Đại Tinh Thâm muốn học hoàn toàn cũng không dễ dàng gì. Cũng may Hứa Ứng chỉ muốn học công pháp của Thường Đế Tâm Kinh, không muốn động tới thần thông, chân áp, đạo pháp, học cũng không quá phiền phức. Hắn có căn cơ mở động thiên tổ pháp, chỉ mất vài ngày đã nắm giữ Thường Đế Tâm Kinh, thừa nhận tu luyện, mở Thái Thượng Động Uyên. Hắn muốn thử bay vào Thái Thượng Cảnh, xem rốt cuộc trong đó đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Hứa Ứng cũng cảm ứng được Thái Thượng Cảnh, mức độ tu luyện của hắn càng ngày càng cao. Chỉ thấy một tòa động thiên từ trên trời giáng xuống, kết nối với tinh thần của hắn. Công pháp của hắn càng thâm sâu thì tòa động thiên kia cũng càng ngày càng rõ ràng, cứ như sâu trong không gian có một thế giới kỳ lạ. Cảm ứng được đạo là nhận được lực lượng. Đúng là loại phương pháp tu hành này có cách khác với tổ pháp lục bí của Hứa Gia, nhưng lại có kết quả giống nhau rất kỳ lạ. Có điều Hứa Ứng có thể cảm nhận được rõ ràng Thái Thượng Cảnh hoàn toàn không phải là Thái Hư Cảnh. Ngoài Thái Hư Cảnh ra, vẫn còn không gian như Thái Thượng Cảnh ẩn chứa ảo diệu đại đạo. Hứa Ứng cố nhịn cảm giác muốn lập tức đi vào Thái Thượng Cảnh thăm dò, đợi tới lúc Thái Thượng Động Uyên của mình vững chắc
có thể chứa được nguyên thần xuyên qua, bây giờ mới hẹn thành Bích Tiên Tử. Hai người cùng thi triển công pháp, chỉ thấy bầu trời đột nhiên vỡ ra, một đường hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu lên người bọn họ. Thân thể Gỡ Ứng và thành Bích Tiên Tử ngồi trong hào quang, nguyên thần của hai người bay lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xuất hiện hai cửa hang, có động thiên khác, trong động thiên là hào quang chiếu rọi ra ngoài. Bọn họ như ở đáy giếng, nhìn lên không gian ngoài giếng qua một lớp nước, ánh sáng cũng không chói mắt. Gỡ Ứng và thành Bích Tiên Tử nhìn nhau, nguyên thần của hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bay lên, men theo hào quang lao ra ngoài giếng. Thành Bích Tiên Tử từng tiến vào Thái Dương cảnh ngộ đạo vài lần, đã quen đường cũ, nhưng Hứa Ứng mới là lần đầu tiên. Khoảnh khắc nguyên thần của hắn từ trong giếng bay ra, cứ như xuyên qua mặt nước, tiến vào một không gian bao la. Hắn bay vào hư không, không thấy chỗ nào đặt chân, cứ như rơi vào trong cũng có thể đặt chân, mà lại phảng phất nơi nào cũng có thể bay được. Cảm giác này thật quá kỳ diệu. Trong vùng thiên địa này thật sự có một loại đại đạo huyền diệu đang lưu động. Ngựa Ứng có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của Thái Thượng Đạo, đại đạo thâm sâu khôn lường. Đúng lúc này, nguyên thần của thanh Bích Tiên Tử bay tới, giơ tay về phía hắn. Ngựa Ứng vội vàng nắm lấy tay nàng. Nguyên thần của thanh Bích Tiên Tử vốn cao tới vạn trượng, nhưng bây giờ thu nhỏ ngang với kích cỡ của hắn. Hai người một trước một sau bay đi. Nguyên thần của thanh Bích Tiên Tử có gương mặt trang nghiêm, giống như một vị cổ thần, chỉ có đường nét mượt mà hơn. Đây là đặc chất của nguyên thần có thần tính. Chỉ thấy trong thời không cổ xưa này có rất nhiều quầng sáng to lớn, đạo văn xoay tròn quanh quầng sáng, tỏa ra từng đợt đạo âm. Những quầng sáng này nhỏ thì cao hơn một người, lớn thì khổng lồ như ngôi sao, rực rỡ như thái dương, nhưng không gai mắt như ánh sáng. Gỡ Ứng đi theo thành Bích Tiên Tử xuyên qua một vầng sáng khổng lồ, tiến vào một đạo tràng. Hắn không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nguyên thần hùng vĩ vô cùng đang ngồi ở trong đạo tràng kia, còn hào quang chính là đạo quang sau đầu của nguyên thần. Nguyên thần này thật quá to lớn, khiến hai người có vẻ cực kỳ bé nhỏ. Thanh Bích Tiên Tử giật tay hắn, bay tới bay lùi ở trước mặt nguyên thần, như đang tìm kiếm cái gì. Một lúc lâu sau, nàng dừng lại ở trong lòng bàn tay của nguyên thần. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy một ông lão áo đen tiền phòng đạo cốt đang ngồi đó, dùng mạo của ông lão hệt như nguyên thần kia. Đây là tu sĩ vật ngã lưỡng vong, đã chết ở đây. Thanh Bích Tiên Tử nói nhỏ, nguyên thần của ông ta từng dùng với đại đạo của Thái Thượng Cảnh, hóa thành đại đạo của nơi này. Gỡ Ứng kinh hãi, một tồn tại như vậy lại tọa hóa ở đây. Tu hành Thái Thượng Đạo này thật quá nguy hiểm. Thanh Bích Tiên Tử mang theo hắn bay khỏi nơi đây, xuyên qua vầng sáng khác. Gỡ Ứng lập tức thấy nơi này cũng có tu sĩ cổ xưa tọa hóa ở đây. Có người nguyên thần đã hoàn toàn hóa thành đại đạo, hòa cùng với thiên địa cổ xưa này. Có người thậm chí thân thể bắt đầu phân giải, để lộ ra xương cốt. Bọn họ bay ra một quầng sáng, chỉ thấy nơi đó không có nguyên thần, không có thân thể, chỉ còn một vầng ánh sáng đã tan sạch. Gỡ Ứng thầm kinh hãi, quay sang hỏi Thanh Bích Tiên Tử. Chẳng lẽ Thái Thượng Chi Đạo đáng sợ tới mức vậy sao? Tại sao tu luyện đạo pháp này được? Người đừng tu luyện loại pháp môn nguy hiểm này thì hơn. Thanh Bích Tiên Tử nói, nếu không bị Thái Thượng Đạo hấp dẫn, dung nhập vào đạo, vật ngã lưỡng vong, vẫn có thể tu hành. Thường Đế Tâm Kinh có phương pháp tranh kiếp, nếu tu hành ở đây, không bị vật ngã lưỡng vong của Thái Thượng Đạo ảnh hưởng, tốc độ sẽ cực kỳ nhanh chóng, hơn ở bên ngoài mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Gỡ Ứng nghe vậy thử nghiệm tu luyện Thường Đế Tâm Kinh, quả nhiên tốc độ tăng cường tu vi nhanh hơn trước, gấp mấy chục lần. Đột nhiên, trong lòng hắn có cảm giác, không ngờ lại chủ động tiến vào trạng thái ngộ đạo. Các loại ảo diệu ùn ùn kéo tới, so sánh với Thường Đế Tâm Kinh, nhanh chóng thông hiểu những chỗ ảo diệu. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lâu, Gỡ Ứng chỉ cảm thấy trạng thái ngộ đạo của mình càng ngày càng sâu, càng lúc càng khó tỉnh. Hắn giả sức dãy giụa, định đánh thức chính mình, nhưng cho dù có làm thế nào cũng không thể bước ra khỏi được trạng thái ngộ đạo. Sau ngay lúc này, hắn cố thủ thái nhất, trong lòng chỉ có một chữ ta. Đột nhiên đỉnh đầu có một luồng sáng như có hào quang chiếu vào. Hứa Ứng mở to mắt, thoát khỏi trạng thái vòng ngã, chỉ thấy Thanh Bích Tiên Tử đi tới trước người hắn, thân thái cực kỳ căng thẳng. Hứa Ứng thở phào nhẹ nhõm, đúng là lợi hại, không thể tùy tiện đi vào Thái Thượng Cảnh này, bất cần chút thôi là chết. Thanh Bích Tiên Tử kinh ngạc nói, người chỉ tu tâm pháp,
không luyện pháp môn giải trừ của Thương Thiên Đế Quân, rất khó thoát khỏi trạng thái vòng ngã. Ngươi làm sao đi ra? Hứa Ứng thuật lại chuyện mình cố thủ Thái Nhất mới thoát khỏi vòng ngã. Ta vẫn cảm thấy Ngộ Đạo Thái Thượng mang tai họa ngầm cực lớn, tốt nhất là đừng tu luyện. Thanh Bích cười nói, ta lại cảm thấy công pháp này rất thích hợp với mình. Phía trước có đạo thụ như rừng, Hứa Ứng theo Thanh Bích tiên tử bay tới. Chỉ thấy dưới đạo thụ có rất nhiều đạo nhân dung mạo cổ xưa, đang giảng đạo truyền pháp, từng chữ như châu ngọc, cực kỳ tinh diệu, khiến người ta bất giác đắm chìm trong đó. Bọn họ là tinh khí biến thành, không phải chân thân. Thanh Bích tiên tử nói, những tu sĩ tu thành đạo thụ này còn cường đại hơn những người tu thành đạo tràng vừa rồi. Hứa Ứng kinh hãi không thôi, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có không biết bao nhiêu đạo thụ, nhìn không thấy bờ, như rừng rậm mênh mông, đều là đại tu sĩ tọa hóa tử vong ở đây. Lần trước ta bay tới khu rừng đạo thụ này, bị đạo pháp của những vị đại tu sĩ này ảnh hưởng, thiếu chút nữa là vật ngã lưỡng vong, vội vàng vận pháp môn hóa giải, nguyên thần bỏ trốn. Thanh Bích tiên tử nói tiếp, tiếp tục đi về phía trước sẽ càng nguy hiểm, bất cần chút thôi là bị đạo lý ở trong miệng những đạo nhân do tinh khí hóa thành này mê hoặc. Đến đây, người có thể cảm nhận được thái thượng đạo tàn khuyết thiếu thốn. Hứa Ứng nghe thế, ta cố thủ Thái Nhất, người phát động Thương Đế Tâm Kinh, chúng ta đi về trước thử xem. Thanh Bích tiên tử muốn tìm hiểu hư thực phía trước, nhưng lần trước nàng tới đây rồi không dám xâm nhập, lần này có Hứa Ứng bầu bạn cũng to gan hơn nhiều. Hứa Ứng cố thủ Thái Nhất, không nhìn không nghe không suy nghĩ, Thanh Bích tiên tử cũng phát động Thương Đế Tâm Kinh, hai người bay ra khỏi rừng đạo thụ càng ngày càng sâu. Bọn họ coi như không nghe những lời giảng giải tinh diệu của đạo nhân do tinh khí biến thành, coi như không thấy đạo thụ của bọn họ, chỉ giữ vững bản tâm. Một lúc lâu sau, cuối cùng hai người cũng bay ra khỏi khu rừng đạo thụ này. Đột nhiên giao cảm giữa bọn họ và đạo thụ càng ngày càng mãnh liệt, xâm nhập cả vào đạo tâm của bọn họ, khiến họ có thể nhập đạo bất cứ lúc nào. Hứa Ứng vội vàng ngăn Thanh Bích tiên tử. Thanh Bích hiếu kỳ nhìn hắn, Hứa Ứng lặng lặng cảm ứng. Không bao lâu sau, đột nhiên một luồng Phật quang bay tới, hóa thành chuỗi Phật châu rơi vào trong tay của hắn. Bấy giờ Hứa Ứng mới yên lòng tế Phật châu lên, hóa thành 108 vị đại Phật bay quanh mình và Thành Bích, cười nói, bây giờ thì an tâm rồi. Ở phía trước, đạo quang vô ngần tuôn ra từ vết nứt, hào quang rực rỡ như có đại đạo dao động trong hào quang. Xung quanh không ngừng có tu sĩ hóa đạo, đạo hạnh ở trên người biến thành ánh cầu vồng bay đi, dung nhập vào hào quang trên vết nứt. Hứa Ứng và Thành Bích thấy vậy kinh hãi không thôi. Xu thế hóa đạo ở đây cực kỳ mãnh liệt, lý giải lĩnh ngộ đối với thái thượng đạo cũng nhanh hơn bên ngoài gấp trăm lần, ngàn lần. Nếu chịu tu hành ở đây, một năm thôi là bằng ngàn năm ở bên ngoài, sức hút cao tới khó tả. Nhưng tu hành ở đây, chỉ e sẽ tọa hóa tử vong càng nhanh hơn. Thanh Bích chỉ vết nứt tỏa sáng phía trước, nghi hoặc nói, Hứa Ứng, trong vết nứt kia có người không? Hứa Ứng nhìn lại, quả nhiên thấy một thân hình nhỏ nhỏ ngồi ở trước vết nứt. Ai mà có thể ngồi lâu như vậy trong thiên địa đại đạo lực như thế, mà không bị hòa tan hoàn toàn, chắc chắn tu vi của vị tiền bối này hùng hồn vô cùng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Hứa Ứng dốc toàn bộ lực lượng phát động Phật châu, bay về phía thân hình gầy gò kia. Tới lúc đi đến trước mặt, đạo lực trong vết nứt còn xâm nhập ảnh hưởng tới cả 108 vị đại Phật. Các vị đại Phật tụng niệm Phật kinh cũng dần dần biến dạng, từ từ hóa thành đạo âm của thái thượng đạo. Hứa Ứng biến sắc, đi tới bên cạnh thân hình nhỏ bé kia, chỉ thấy thân hình đó không phải nhân loại, là một con khỉ nho nhỏ lông vàng. Chỉ trông rất giống người, mặt cũng có lông vàng, mặc y phục của người. Nó đã hoàn toàn không có hơi thở, đã chết không biết bao nhiêu năm. Tiếng tụng niệm của các vị đại Phật ở trên đầu bọn họ đã có phần nửa hóa thành đạo âm của thái thượng đạo. Chương 672, Thượng Thác Thân, Tư Dục Tà. Chúng ta mau đi thôi, Thanh Bích tiên tử thúc giục. Hứa Ứng suy nghĩ một thoáng, kéo cả thi thể con khỉ lông vàng này ra ngoài. Thanh Bích tiên tử thấy hắn kéo theo con khỉ, trong lòng thầm giật mình, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng theo hắn lao ra ngoài. Trên đỉnh đầu bọn họ, từng vị đại Phật mỉm cười như đắc đạo, không còn tụng niệm Phật kinh phạm âm, mà tụng niệm thái thượng đạo âm, âm thanh càng lúc càng vang dội. Nương theo tính tụng niệm của những vị đại Phật này, càng nhiều đại Phật chuyển biến thành thái thượng đạo âm, ai nấy mặt mày tươi cười. Hứa Ứng cố thủ Thái Nhất rất khó khăn, thái thượng đại đạo dần dần xâm lấn,
thay đổi đại đạo của hắn. Thanh Bích tiên tử cũng ra sức chống cự lại thái thượng đạo âm, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị đạo âm đồng hóa, rơi vào cảnh vật ngã lưỡng vong. Tu vi của nàng vốn yếu kém, nếu đã hóa đạo cũng sẽ rất nhanh, chỉ e không bao lâu sau cả nguyên thần lẫn thân thể đều tan sạch không còn một mảnh, hương tiêu ngọc vẫn. Nàng phát động hồ thiền chứng đạo kinh, nguyên thần ẩn nấp vào hư không, nhưng cô không cách nào ngăn cản thái tượng đạo xâm lấn. Đạo tràng thiên đạo. Hứa Ứng thấy nàng không ngăn cản nổi, lập tức phát động 3.000 phù văn thiên đạo, hóa thành một tiểu thiên địa bao phủ Thanh Bích vào trong. Thanh Bích thấy vậy cũng phát động 3.000 phù văn thiên đạo, hình thành tầng đạo tràng thiên đạo thứ hai. Nguyên thần của hai người cũng nấp vào trong đạo tràng thiên đạo, liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Ứng dốc toàn lực lao ra ngoài, 108 vị đại Phật trên đỉnh đầu đều nở nụ cười kỳ quái, miệng tụng niệm thái thượng đạo âm, Phật châu cũng không ngừng hóa đạo. Hứa Ứng tung người bay lượn, trốn về phía khu rừng đạo thụ kia. Chỉ cần trốn đến khu rừng đạo thụ, hắn sẽ có sức chống cự, không còn nguy hiểm như vậy nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đạo tràng thiên đạo của hắn cũng thất thủ. Thiên đạo và các loại đạo pháp tiên đạo, thậm chí đại đạo thái thanh cảnh, côn lôn cảnh, ngọc hư, huyền đô ngọc kinh sơn, hư hoàng, không ngờ đều chuyển biến thành thái thượng đạo. Loại thái thượng đạo này thật sự lợi hại, có thể xâm nhiễm tất cả, thậm chí pháp bảo của Hứa Ứng, phù văn đạo tượng cũng đang chuyển biến thành thái thượng đạo. Đạo âm mà chúng phát ra đều là thái thượng đạo âm. Chẳng trách khoảng thiên địa này không có thiên địa, không có bất cứ chỗ nào đặt chân. Chỉ e thiên địa vạn vật đều bị hóa thành thái thượng đạo, nhưng ta sẽ không ngồi yên chờ chết. Chu tiền kiếm khí. Hứa Ứng quát lớn một tiếng, phát động tự ý vô biên vô tận, sát ý cuồn cuộn quét qua thiên địa, chạm tiên chạm thần, chạm đạo, diệt tuyệt thương sinh, chu diệt đại đạo, hủy diệt thiên địa. Thái thượng đạo không gì không lọt, lập tức bị chu tiền kiếm khí chống cự. Ngay khoảnh khắc sau, chu tiền kiếm khí hủy diệt tất cả, cũng bắt đầu bị thái thượng đạo đồng hóa. Hứa Ứng nhìn về phía khu rừng đạo thụ càng lúc càng gần, nhưng bây giờ bọn họ đã không thể đi vào khu rừng đạo thụ. Chu tiền kiếm khí cũng không ngăn cản nổi. Trước khi tiến vào khu rừng đạo thụ, bọn họ sẽ bị thái thượng đạo đồng hóa. Đột nhiên chu tiền tản kiếm sừng sững ở bên ngoài Bích Du Cung, lọt vào tầm cảm ứng của Hứa Ứng. Chu tiền tản kiếm như cảm ứng được chu tiền kiếm khí bị đồng hóa, vì vậy dùng hắn làm cầu nối, kiếm ý cuồn cuộn sồng tới, lao vào trong thái thượng cảnh, chống lại thái thượng đạo. Vì tâm của Hứa Ứng mở rộng, một thanh tàn kiếm sừng sững giữa thiên địa, đang không hề kiêng nể gì phóng thích kiếm ý, càn quét khắp nơi. Hứa Ứng vui mừng quá đỗi, lập tức tăng tốc lao về phía khu rừng đạo thụ. Cuối cùng hắn cũng lao vào khu rừng đạo thụ, còn chưa kịp thở vào một tiếng, thì lại thấy trong khu rừng, từng đạo nhân do tinh khí biến thành, dưới đạo thụ như có ý thức, đồng thời ngừng tụng niệm nhìn sang phía hắn. Hứa Ứng thầm biết không ổn, tăng tốc phóng ra ngoài, chỉ thấy đám đạo nhân do tinh khí biến thành tung người nhảy lên, đánh về hắn, đồng thanh hô: "Sao không cộng tồn với đạo?" Trong bi tầm Hứa Ứng, đột nhiên có kiếm khí bắn ra, từng đạo nhân lần lượt tàn vỡ, hóa thành từng luồng khói xanh tiêu tán. Nhưng càng nhiều đạo nhân lao tới như thủy triều, kẻ sau đối tiếp người trước, như vô cùng vô tận. Kiếm khí dao động trong bi tầm Hứa Ứng, những nơi nó đi qua, đạo nhân không ngừng đổ xuống. Chu tiền tàn kiếm có vẻ mất kiên nhẫn, đột nhiên một luồng kiếm uy kinh thiên bộc phát từ trong bi tầm Hứa Ứng, sau đó kiếm khí thủ liễm, cắt đứt cảm ứng của Hứa Ứng. "Kiếm ca!" Trong lòng Hứa Ứng hoang mang, vội vàng hô hoán: "Kéo ta thêm đi, kiếm ca ca!" Chu tiền tàn kiếm cắt đứt hoàn toàn cảm ứng với hắn, trong lòng Hứa Ứng tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên thấy vô số đạo thụ cổ xưa sụp đổ, từng gốc đạo thụ bị chặt tận gốc. Dưới cây, đám đạo nhân đang lao tới dồn dập hóa thành sương khói tiêu tán. Khu rừng đạo thụ vô biên vô tận lại bị một kiếm vừa rồi của chu tiên tàn kiếm phá hủy hoàn toàn. Da đầu của Hứa Ứng tê dại, nhưng đạo thụ này thấp nhất cũng là đạo thụ tồn tại cấp bậc tiên quân lưu lại, chỉ e chủ nhân của những đạo thụ này còn có tu vi cảnh giới vượt qua cả tiên quân. Chu tiên tàn kiếm chỉ cần một kiếm đã chặt đứt tất cả đạo thụ, quét sạch hậu hoạn, uy lực như vậy thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ chu tiên kiếm là pháp bảo chí tôn? Hứa Ứng và Thanh Bích tiên tử một trước một sau, nhanh như điện chớp lao về phía trước, cuối cùng cũng lao ra ngoài khu rừng đạo thụ. Hứa Ứng nhìn về phía vệt nứt thái thượng
đạo ở phía sau khu rừng, trong lòng thoáng chút bất an, dò hỏi: Thanh Bích cô nương, làm sao chúng ta trở về thân thể? Thanh Bích nghi hoặc: Người chưa học quy khiếu ở bên trong Thương Đế Tâm Kinh? Gỡ ứng lắc đầu. Thanh Bích nắm lấy tay hắn, sắc mặt nghiêm túc nói: Người to gan quá đấy, nhưng lần sau không được như vậy nữa. Nàng phát động quy khiếu thiên, lập tức có một luồng lực lượng không cách nào chống cự ập tới, kéo nguyên thần quái người rời khỏi thái thượng cảnh, rơi xuống bên dưới. Bên ngoài Hỗn Nguyên Cung, Ngự Tĩnh có vẻ bất an. Ngự ứng và Thanh Bích nhập định, nguyên thần phi thăng, y canh gác trong Hỗn Nguyên Cung hộ pháp cho hai người. Nhưng mãi mà Ngự ứng và Thanh Bích vẫn chưa tỉnh, khiến cho y thầm lo lắng. Đúng lúc này, bè tiên bay tới, Hỷ Duyệt, Trúc Thiền Thiền, A Phúc Ngốc Ngách và Phượng Tiên Nhi đứng ở trên bè tiên. Ngự Tĩnh đang định tới đón, đột nhiên trong lòng có cảm giác, không cần nghĩ ngợi gì, lập tức trải rộng đạo tràng. Một gốc đạo thụ xanh ươm đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất. Ngự Tĩnh giơ tay đánh lên bầu trời, đám người đang ngồi ở trên bè tiên bay tới. Bỗng nghe bên tai có tiếng sấm nổ kinh thiên động địa, cứ như sấm dậy, khiến đám người bị chấn động tới mức choáng váng. Cùng lúc đó, trên bầu trời có vô số tiên quang chiếu rọi, hình thành đạo liên, hóa thành một bàn tay to lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, hùng hằng chộp về phía Hỗn Nguyên Cung. Khoảnh khắc bàn tay khổng lồ kia va chạm với bàn tay của Hứa Tĩnh, uy lực khủng khiếp bộc phát, quét ra bốn phương tám hướng. Bè tiền đứng mũi chịu sào, mắt thấy mọi người sắp bị bao phủ trong dòng lũ tiên đạo cuồn cuộn kia, đột nhiên một bóng người xuất hiện, Ngự Tĩnh ngăn ở trước bè tiên. Dòng lũ tiên đạo cuồn cuộn kia còn chưa đầm tới người của y, nếu đã gặp phải một bức tường vô hình âm ầm rung động tách sang hai bên. Đám người trên bè tiên chỉ cảm thấy dòng lũ tiên đạo lan sang hai bên bị phá vỡ không gian, vô số mảnh vỡ không gian cuốn theo lũ hỏa như đại hồng thủy cuồn cuộn trút xuống, nhanh chóng chảy qua. Trong lòng ai nấy không khỏi kinh hãi, đổ mồ hôi lạnh. Đến mà không đáp lễ thì không hay. Ngự Tĩnh hừ lạnh một tiếng, âm thanh vang vọng, thuận theo thần thông lan tới tiên giới. Ngươi xuất thủ ở tiên giới, ta đứng đây đỡ một đòn của ngươi, xem như chiếm lợi, giờ tới ta đáp lễ. Y lắc ống tay áo, phát động thần thông, lập tức trong đạo tràng có vô số đạo liên xô trào, bay lên, quấn quanh ống tay áo, hóa thành thần thông phá không bay đi. Ngự Tĩnh cất bước, đập ba trường đánh vào tiên giới. Bốn người trên bè tiên thấy thư sinh này mạnh mẽ như vậy, đứng ở trong tổ đình mà giao phòng với đại cao thủ trên tiên giới, còn đánh thẳng lên tiên giới thì không khỏi kinh hãi. Trên thiên ngoại, trong tiên giới, vị tiên nhân vừa xuất thủ có vẻ cực kỳ tức giận. Sau khi đỡ lấy ba trường thì liều lĩnh xuất thủ, chỉ thấy bầu trời của tổ đình bị phá nát, thần thông của hai đại cường giả hoặc từ trên oanh tạc xuống, hoặc từ dưới phóng lên trên. Thống khoái, thống khoái! Thư sinh kia cười lớn, từng tòa động thiên mở ra sau lưng, pháp lực không ngừng gia tăng, đủ loại đạo pháp như hạ bút thành văn tấn công lên tiên giới, uy lực của thần thông càng ngày càng mãnh liệt. Trên bể tiên, Hỷ Duyệt, A Phúc Ngốc Ngách thấy vậy thì kinh hãi. Bọn họ còn nằm trong phạm vi của dư âm xung kích từ thần thông quái đại cường giả, nếu không phải thư sinh kia vẫn luôn ngăn trước mặt bọn họ, chỉ e riêng dư âm xung kích này cũng sẽ khiến cho bọn họ không còn xương cốt. Uy lực thần thông của Hứa Tĩnh không ngừng tăng cường, đạo lực bộc phát càng ngày càng mạnh mẽ. Hỷ Duyệt tu vi cao nhất, ngẩng đầu nhìn lên, dường như loáng thoáng thấy một giải thiên cung. Trong thiên cung có thần thông bay ra, xuất phát từ tay pháp thiên tượng địa của một tiên quân. Tiên nhân kia thi triển pháp thiên tượng địa, hình thể to lớn, thân hình hòa cùng với nguyên thần, thần thông mang uy lực kinh người. Hỷ Duyệt lại nhìn về phía xa, tiên nhân kia mặt dài, người mặc trường bào đỏ thắm, trên vai có áng mây mảy đen. Nhách lên bên trên, áng mây đen kia theo hoa văn hình mây, cùng với hoa văn quỷ long, lại có từng viên sơn hà châu to to nhỏ nhỏ, treo ở các góc. Hình như người này là thủ lĩnh của đấu bộ, đứng đầu trung đấu tam chân, Dương Chân Quân. Hỷ Duyệt thầm kinh hãi, Dương Chân Quân đứng đầu trung đấu tam chân là tồn tại được phong làm thiên tôn. Sư tổ lại đánh ngang tài ngang sức với hắn, đúng là dũng mãnh. Nàng nghĩ tới đây, đột nhiên lại thấy Dương Chân Quân, Dương Nhan Lang đuối sức, trường lực của Hứa Tĩnh ép thẳng tới, trường ấn khổng lồ đè lên hách linh độ cổ thiên cung. Kiến trúc của thiên cung liên miên bất tuyệt sụp đổ, tuy không nghe thấy tiếng, nhưng bọn họ cũng tưởng tượng được, lúc này hách linh độ cổ thiên cung hỗn loạn cỡ nào. Hứa Tĩnh vận tu vi,
đánh từng trường lên bầu trời, chỉ thấy từng trường ấn khổng lồ liên tiếp đánh vào Hách Linh Độ Cổ Thiên Cung. Dương Chân Quân còn đang ra sức đón đỡ, nhưng tại mắt mũi miệng đã có dỉ máu, chỉ cắn răng kiên trì. A Phúc ngốc nghếch nói nhỏ: "Ta nghe Bình Nam Thiên Quân thích sưu tập thi thể nói, không có việc gì thì tuyệt đối không được trêu chọc tiến sinh dạy học." Hỷ Duyệt, Trúc Thiên Thiên và Phượng Tiên Nhi gật đầu liên tục. Phượng Tiên Nhi nói nhỏ: "Cái xác cao tuổi ấy có ánh mắt rất chuẩn." Mắt thấy Dương Chân Quân và Hách Đình Độ Cổ Thiên Cung sắp bị phá hủy, thì đột nhiên một tấm tiên kỳ từ bên cạnh bay tới, ngăn cách hai giới tiên phàm. Sau khi tiên kỳ vất qua, vạch ngăn hai giới tiên phàm lại vững chắc, từ tổ đình không thể thấy tiền giới. Khi thế sao động của Hứa Tĩnh dần dần bình tĩnh lại, quay đầu nhìn đám người, Hỷ Duyệt, Trúc Thiên Thiền, A Phúc ngốc nghếch và Phượng Tiên Nhi, biết y là phụ thân của Hứa Ứng, vội vàng tới chào. Hứa Tĩnh cười nói: "Không cần đa lễ, hiếm khi gặp được kẻ khiến ta phải dùng toàn lực, nên gương ấy muốn giao thủ thêm vài chiêu, cũng may không quấy nhiễu tới các vị." Đám người liếc mắt nhìn nhau, dùng toàn lực, bọn họ hoàn toàn không tin. Vì lúc trước, thư sinh này vẫn ngăn ở trước mặt bọn họ, chưa từng di chuyển qua nửa tấc, hiển nhiên vẫn còn giữ lực bảo vệ bọn họ tránh khỏi dư âm xung kích. Trong Hỗn Nguyên Cung, hai thân hình giật mình một cái, Hứa Ứng mở tỏ mắt, thấy thân thể của mình ngồi ở bên cạnh, bản thân lại ở trong một thân thể xa lạ. Giọng nói của Thanh Bích Tiên Tử vang lên: "Đây là thân thể của ta, nguyên thần của ngươi quá mạnh, chiếm luôn thân thể của ta rồi, ngươi ra ngoài đi." Hứa Ứng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trước ngực phình to, giơ tay lên xoa nắm một cái, mềm mềm, đúng là thân thể nữ nhi, bây giờ mới vội vàng để nguyên thần rời khỏi. Nguyên thần của Thanh Bích quý vị trong lòng bối rối: "Vừa rồi hắn làm cái gì vậy? Hắn Gỡ Ứng trở về thân thể, sắc mặt nghiêm nghị nói với Thành Bích: "Vết nứt trong Thái Thượng Đạo là do Thái Thượng Đạo không trọn vẹn, hay là do Thái Thượng Đạo ẩn sau ở vết nứt, thông qua vết nứt truyền sang Thái Thượng Cảnh?" Thành Bích không hỏi tới hành động vừa rồi, nói: "Chắc là vì Thái Thượng Đạo không trọn vẹn, ta từng ngộ đạo rất sâu ở đó, phát hiện đại đạo của thiên địa này thiếu thốn, có thể thấy vết nứt là nguyên nhân dẫn tới đại đạo không trọn vẹn. Người nào đi vào Thái Thượng Đạo tu luyện thường sẽ tạo hóa tử vong, hóa thành đại đạo. Bọn họ hòa cùng với đại đạo, dùng thân thể nguyên thần của bản thân tu bổ vết nứt, từ đó cộng tồn với đại đạo." Hứa Ứng liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy gương mặt của nàng thẹn thùng, và giác nhớ lại hành động của mình lúc vừa rồi trong thân thể của nàng, vội vàng ý thủ thái nhất, lắc đầu nói: "Tu luyện tới bước này không có bản ngã, chỉ có đại đạo, thế thì có ý nghĩa gì?" Thành Bích rất tán thành, cười nói: "Mục đích tu hành là đắc đạo hay hóa thành đạo, điểm này phải phân biệt rõ." Hứa Ứng suy đoán: "Người nói xem, liệu có khả năng này không? Đại đạo của Thái Thượng Cảnh không trọn vẹn, vì vậy dụ dỗ một số tên tù sĩ đến đó, hóa đạo bổ thiên, thôn tính sinh mệnh những tù sĩ này." Thành Bích lắc đầu: "Không thể nào. Nếu đại đạo chủ động dụ dỗ tù sĩ hóa đạo bổ thiên, chứng tỏ đại đạo có ý thức, có ý thức thì có thể phân biệt thiện ác thị phi. Nếu đạo biết làm ác thì không phải là đạo. Ta nghĩ chắc là Thái Thượng Đạo, Bác Đại Tinh Thâm, khiến cho lúc lĩnh ngộ người ta bất giác muốn hóa thành Thái Thượng Đạo, cộng tồn cùng với Thái Thượng Đạo." Hết chương 472. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.